Cái buổi ngày live ngày hôm nay là tôi muốn nói đến nó là một người mà có lẽ cái kẻ này thì là chúng ta cũng chẳng có xa lạ gì rồi mà tôi muốn nói đến đây có cái nick Facebook tên là Sương Rồng và là một gì ma cô Sương Rồng thì nó đúng hơn chứ không phải là Nico đây. Thì thời gian qua là ma cô Sương Rồng này thường xuyên lên trên Facebook tổ chức là live stream và gì trò chuyện và kết nối những cái phần tử gọi là những tên đó là hảo phản quốc lưu vong ba sọc ở là nước ngoài, có những cái lời nói đúng không? Xuyên tạc về cái vấn đề tình hình ở đất nước, bôi nhọ là hả lãnh đạo đảng và nhà nước và xuyên tạc là đến thành là lực lượng công an. Thì ma cô Sương Rồng này hiện tại đang ngụ tại là huyện Bình Chánh, địa chỉ thì hiện tại là đang đó là hả thì đã xác định được địa chỉ của là hả con mụ ma cô này. Thì mấy ngày gần đây thì ả ta đã lên trên mạng Facebook và có những cái bài viết live stream trên mạng hiện nay thì nói xấu gì lực lượng công an tại huyện Bình Chánh và nói bôi nhọ là lãnh đạo đảng và nhà nước. Thì cái like của bà ta trên tường nhà của bà ta ở tại là Facebook riêng thì chắc có lẽ là mọi người cũng cũng đã già đó có xem thì cũng sẽ biết về cái nội dung là bà ta like. Thì mục đích cái nội dung chính hôm nay tôi muốn nói về cái đoạn like của bà ta cách nay khoảng là 4 ngày về cái việc là bà ta là bảo rằng là đã định cư ở tại là thành phố Hồ Chí Minh thuộc huyện Bình Chánh đã hơn là 20 năm rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có nhà đất ở có mua nhà đất Phật tử mua chứ Phật tử mua cho bà ta là miếng đất để bà ta xây chùa à. Nhưng mà cái vấn đề này sẽ tiếp tục có là làm tới xin chào mọi người, xin chào Mary Nguyễn. Cái thứ nhất đó thì cái chuyện về mà đất đai mà Phật tử mua đất cho bà ta đó thì cái chuyện đó thì nói chung nó thì thôi ta bàn tới đi. Cái mà muốn bàn tới đây là cái vấn đề đó chính là bà ta nói rằng bà ta đã ở đây là ở trên 20 năm rồi không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhập đó là ở hộ khẩu vào huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh thì bị gì thì bị lực lượng công an là làm tiền bà ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa bà ta bảo rằng đó là cái gì bà ta bảo là gì bà ta bảo là Đảng Cộng sản Việt Nam là tà quyền. Rồi, đúng rồi, tà quyền. Công an thì ăn tiền nữa là làm tiền bà ta, không cho bà ta nhập hộ khẩu. Nếu như mà tất cả mọi người mà bảo rằng tôi đó là xuyên tạc bà ta thì hãy là đến tường nhà bà ta xem những cái live stream để bà ta nói xem là tôi nói có sai hay không. Và tôi thiết nghĩ thì mụ này chẳng có là ni cô ni sư cái quái gì cả, đây đúng hơn là một tên ma cô là sống phá đời hại đạo đội lốt là thầy tu để làm cái gì, để rao giảng chính trị xuyên tạc đất nước đúng không, xúc phạm là hả các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, xúc phạm xuyên tạc đến cái gì, đó là lực lượng công an là hả huyện Bình Chánh là nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Thì đề nghị là công an huyện Bình Chánh lưu ý đến là hả cái đối tượng của Facebooker tên là hả Sương Rồng này hiện là đang cư ngụ ở tại là huyện Bình Chánh và đề nghị là công an đó là huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra và xác minh nội dung cái sự việc là ma cô Sương Rồng này vu khống là lực lượng công an là nhận tiền không phải là nhận tiền mà là cái gì đòi là dòi dỉnh là tiền của bà ta để mà mới nhập hộ khẩu cho bà ta. Thì đề nghị cái lực lượng đó là công an ở tại là huyện Bình Chánh xác minh để xử lý cái thông tin này để tránh là làm ảnh hưởng đến uy tín của là ngành công an
Chào anh Hiếu Nghĩa. Cái nick bà ta tên là Sương Rồng. Thì đây là hình ảnh của bà ta đây. Anh gõ vô tìm kiếm Sương Rồng cái này anh sẽ thấy được cái hình bà ta. Cái avatar đó là bà để hình Sương Rồng. Cái máy của em nó hết pin rồi anh ơi, em chỉ like nói vài cái nữa em phải xuống à. Thì đây là một kẻ là hả tự nhận là nói chung là kẻ đội lốt đạo đi. Thấy không? Thường xuyên lên trên mạng là hả kích động tụ tập với một số những cái phần tử gọi là những cái phần tử mà lưu vong ở hải ngoại. Chuyên gia là xuyên tạc là nói xấu là hả đất nước. Đây là một đá ma cô chính nghĩa. Ở lộc. Đây là một ả ma cô hả đúng nghĩa. Phản động. Dám bảo là gì? Dám bảo là đảng là tà quyền. Ngôn từ cũng sặc mùi là hả của đám là lưu vong quá nhỉ. Nếu bà là Nico thiệt tôi nói thật với bà, không? Pháp cũng như là giáo lý bên đó là hả Phật giáo dạy bà cho bà là nói những cái điều là cái kiểu là hả của mấy cái thành phần gọi là những cái thành phần chẩu 10 ngón như vậy là Phật pháp giáo lý giáo điều của Phật giáo là dạy bà lên trên mạng để mà nói xấu và xuyên tạc và bôi nhọ chuyện không bà nói có hay sao bà ma cô xương rồng. Bà mà là xuất gia bà tu hành cái gì, bà là hả tu hú chứ tu hành cái gì? Không có cái giáo lý giáo điều nào của Phật giáo mà hả dạy cho hả người gì người theo đạo làm cái trò quái quỷ như bà làm tôi thấy nghe thật là quái thai đó bà ma cô xương rồng. Thì vì là hả qua đây cũng là đề nghị là hả ngành là hả lực lượng công an tại huyện Bình Chánh vào cuộc xác minh cái thông tin cái sự việc và ma cô xương rồng này là hả đăng trên mạng Facebook và đồng thời xử lý ngay nếu như đối tượng này là tung tin xuyên tạc dốc láo còn phải răn đe mà nghiêm trị để cho những cái tên ngáo bảo rằng mạng xã hội Facebook là ảo nhưng mà cũng cần khuyến mại cho nó cái cầu số 8 để cho nó biết mạng ảo nhưng mà tù thật để cho tụi nó bớt ngáo phay đi một chút. Thì xin đến đây tôi cũng xin nói là hả kết thúc cái buổi live tại đây.